chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn các cái vị thuốc ở trong cây đu đủ. Thì cây đu đủ này trong dân gian còn có tên gọi là phan qua thụ, cà lào, phiên mộc, và có tên khoa học là Carica papazia. Cây đu đủ cung cấp cho ta rất nhiều vị thuốc quý ở quả, ở lá. Nguồn gốc của cây này thì nó sinh ra ở vùng nhiệt đới châu Mỹ và dần dần nó phát triển rộng khắp các trên toàn thế Việt Nam ta. Chưa xuất hiện một quy mô lớn nào văn hóa học và dược lý. Quả chín thì ta thấy có 90% là nước glucosa, là 8,5%, còn lại 5% là protein, chất béo và muối, canxi, phosphor, vitamin A, B, C. Và các bộ phận khác trong cây đều chứa chất mủ nhựa, nhưng nhiều nhất vẫn là quả xanh. Khi quả nó ở trên cây, bằng cách ta dùng lưỡi dao nhỏ cứa nhẹ trên mặt vỏ và hứng lấy cái nhựa vào cái bát hoặc ca phơi khô ở cái nhiệt độ 50 đến 60 độ để dự trữ. Trong nhựa thì có chất men papain, nó có tác dụng dược lý làm tiêu hóa các chất thịt protein và để giải phóng axit amin. Trong lá cây đu đủ thì có chất alkaloid đắng. Trong dân gian thì nhân dân ta thường hay lấy cái lá đu đủ này gói vào những các cái thịt già cứng, sau đó đem vào nung nấu thì thịt nó sẽ chóng mềm và rử nhanh. Lá cây đu đủ dùng để giặt những vết máu trên vải và quần áo, hoặc để rửa những vết thương ngoài da hoặc là bị lở loét. Cái rễ cây đu đủ nó có hình thù giống con người. Thì ta dùng rễ cây đu đủ này sắc làm thuốc uống cầm máu trong những trường hợp băng huyết và sỏi thận. Chữa cá đuối cắn bằng cách rễ cây đu đủ ta lấy khoảng 30g cộng với 4g muối, ta giã nhỏ và vắt lấy nước cho bệnh nhân uống. Còn cái bã thì đắp vào cái vết cá cắn, sau 30 phút sau thì sẽ giảm đau và sau vài ngày thì sẽ khỏe hẳn. Cái cây đu đủ này thì có thể ta làm giả nhân sâm cũng được, vì nó không mang độc tính và nó cũng rất tốt cho sức khỏe. Ta dùng thì ta cảm thấy đói và ăn cơm rất ngon. Hoa cây đu đủ đực tươi hoặc sấy khô hấp với đường dùng chữa các bệnh ho, viêm ống phổi hoặc mất tiếng đều được. Các vị thuốc trong cây đu đủ, chúc các bạn áp dụng thành công. Thì hiện nay trên thế giới thì người ta cần cái số lượng rất là lớn, cho nên là các bà con anh em nào có điều kiện phát triển cây đu đủ này để sản xuất, thu hái lấy nhựa, làm hàng xuất khẩu đi các nước Mỹ rồi Ấn Độ, thì người ta đang có cái nhu cầu rất lớn dùng trong các kỹ nghệ chế biến thuốc, kỹ nghệ chế biến bia, kỹ nghệ thực phẩm, rồi kỹ nghệ tơ sợi, kỹ nghệ da. Người ta đang rất là cần cái số lượng lớn. Cũng chia sẻ cùng với các bạn, bạn nào có điều kiện thì phát triển cây đu đủ này để làm hàng xuất khẩu thì cuối cùng rất có hiệu quả. Xin chào.